Chào các bạn đến với khóa học lập trình C# trong 5 tuần ha. Bây giờ chúng ta vào phần đầu tiên trong cái khóa học lập trình C# trong 5 tuần, đó là giới thiệu về C#. Thì học với một ngôn ngữ nào đó thì trước tiên chúng ta cần biết sơ qua về cái lịch sử ra đời của ngôn ngữ ha, rồi xu hướng phát triển của nó ra sao cũng như là cách thức hoạt động của nó. Và đối với C# cũng tương tự, bây giờ chúng ta sẽ vào cái lịch sử ra đời của C#. Thì chúng ta chú ý là những thông tin này thì trên Google nó có rất là nhiều ha. Chúng ta chỉ cần lên Google chúng ta search C# thôi thì chúng ta sẽ có mọi thứ thông tin về nó. Nhưng đây thầy sẽ tóm tắt lại như sau ha. Đó là C# là một ngôn ngữ lập trình được đánh giá là một trong những nhóm ngôn ngữ mạnh nhất hiện nay. Tương tự như các ngôn ngữ như là Java, C vậy đó ha. Thì được Microsoft công bố năm 2002 cùng với .NET Framework 1.0. Thì C# nó đơn giản, dễ sử dụng và rất gần giống với C cộng cộng và Java. Thì thực ra là C# hay là Java nó sẽ kế thừa từ C cộng cộng, do đó là những cái thông tin, những cái cách lập trình trong Java, C# thì nó sẽ tương tự như C cộng cộng. Hay nói cách khác là nếu như em nào mà đã rành C cộng cộng hay là Java rồi thì qua C# lập trình cũng rất là đơn giản ha, tại vì nó rất là tương đồng nhau. Đặc biệt là C# nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ, dễ tái sử dụng ha, như nonable, enumerate, delegate, lambda, link queue vân vân ha. Thì có thể tương tác dễ dàng với các thư viện ngoài, tức là những thư viện của hãng nào đó viết ha, của đối tác nào đó viết thì chúng ta phải lấy, chúng ta xài ha, chúng ta tái sử dụng lại nó mà thôi. Và đặc biệt nó là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng ha. Thì hiện nay thì hầu như tất cả các lập trình viên khi lập trình thì người ta phải làm theo hướng đối tượng. Thì sau khi làm hướng đối tượng thì chúng ta sẽ dễ bảo trì code hơn, đúng không ạ? Dễ chia sẻ code, dễ bảo trì và dễ sửa lỗi trong quá trình chúng ta thực thi cái phần mềm. Và chúng ta chú ý là chúng ta nhìn sơ qua về cái chu trình ha, phát triển của ứng dụng C# mà Microsoft công bố như sau ha. Tức là bắt đầu ra đời là C# 1.0 vào năm 2002 ha. Rồi sau đó đến C# 2.0 công bố 2005 cùng các thông số được nâng cấp lên ha. Và đến C# 3.0 là Visual Studio 2008 ha, thì cung cấp như là Lambda Abstraction này, Extension Method hay là Link Queue vân vân ha. Rồi tới C# 4.0 là cùng với bản là Visual Studio 2010 thì nó cung cấp thêm là binding, rồi name argument ha, vân vân. Sau đó đến là C# 5.0 được công bố năm 2012 đi với Visual Studio 2012 ha. Thì nó có thêm một số tính năng khác như là assign feature, là color information. Và năm 2015 vừa rồi thì C# 6.0 ra đời, được Microsoft bổ sung rất là nhiều tính năng mới. Như vậy thì chúng ta sẽ trông chờ gì vào năm tiếp theo đây, version tiếp theo ha. Thì theo dự đoán là C# 7.0 thì nó đang trong giai đoạn phát triển ha, được bổ sung rất nhiều tính năng mới ha. Thì chúng ta trông chờ những cái tính năng này, và chúng ta chú ý là chúng ta hãy để ý cái báo công nghệ ha, chúng ta thường xuyên cập nhật nó để chúng ta biết những thông tin công nghệ, để chúng ta có thể gì dễ nắm bắt, dễ tiếp cận được những cái công nghệ mới hơn để giúp chúng ta trong quá trình phát triển phần mềm dễ dàng hơn ha. Ở đó là thầy nói sơ qua về lịch sử ra đời của C# ha. Thì cái này em cứ lên Google em search thì sẽ có đầy đủ thông tin. Và bây giờ thầy nói về cái xu hướng phát triển lập trình C#. Thì theo thống kê năm 2016 thì hiện nay C# đang đứng thứ 6 ha, đang đứng thứ 6, tức là ở đây có top 10 ngôn ngữ này ha. Đó. Thì các ngôn ngữ C đang đứng đầu, đến Java, Python, C cộng cộng, ngôn ngữ R ha, và C#. Vậy tuy đứng thứ 6 thôi nhưng mà hiện nay cái số lượng lập trình viên biết đấy nó rất là nhiều, tức là cái theo lịch sử thế này á thì nó được người lập trình viên sử dụng rất là nhiều. Đó là chúng ta lên Google mà có cái vấn đề gì đó chúng ta search thì chắc chắn là những cái từ khóa về C# thì nó rất là phổ biến ha. Do đó khi lập trình C# thì chúng ta sẽ có sẵn cái cộng đồng rất là lớn rồi, sẵn sàng hỗ trợ chúng ta. Mà đặc biệt là Microsoft đã mua lại Xamarin. Xamarin là một trong những công cụ để lập trình mobile đa nền tảng ha, cross platform. Tức là chúng ta dùng Xamarin, chúng ta lập trình một lần thôi thì nó có thể build được ra cả app bên iOS, bên Android, bên Windows Phone ha. Do đó rất là tiện lợi cho lập trình viên chúng ta khi phát triển ứng dụng mobile. Và đặc biệt là đối với hiện nay thì những người viết bên Xamarin về họ có thể public đã lên tới được là gần 3 tỷ thiết bị rồi ha, tức là 2.6 tỷ thiết bị rồi. Và cái số lượng lập trình viên mà sử dụng Xamarin hiện nay đã lớn hơn 1 triệu lập trình viên ha. Mà Xamarin đã viết phần bằng C#. Do đó nếu như em nào mà biết C# rồi mà chúng ta chuyển qua hướng viết lập trình mobile đa nền tảng thì thật sự là rất tiện lợi cho chúng ta. Do đó là thầy Vinh nói là cái xu hướng phát triển lập trình với C# là rất là hay ha. Tức là mong chờ rằng cái mobile sẽ phát triển ha. Đặc biệt là phần đa nền tảng, cho đó khi chúng ta dùng công cụ Xamarin, chúng ta lập trình đa nền tảng với mobile thì cơ hội nghề nghiệp chúng ta sẽ nhiều hơn. Tại vì chúng ta viết một ngôn ngữ thôi nhưng mà nó có thể build ra ba loại app khác nhau như là iOS, Android, Windows Phone ha. Ngoài ra nó còn rất nhiều công cụ khác nữa ha. Thì ví dụ như ở ngoài nó có công cụ như là
Ngoài cái Xamarin này ha, chúng ta sẽ có một số công cụ như là PhoneGap này ha, cũng được, cũng có thể biết đa nền tảng thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm ha. Bây giờ thầy nói sơ qua về cách thức hoạt động của C#, thì chúng ta chú ý như sau, đó là các ngôn ngữ trong .NET được cung cấp bởi Microsoft nha, gồm có gì? C# này, VB này, F# T# V2C vân vân ha. Thì các ngôn ngữ mà hoạt động .NET này thì nó phải hoạt động giống nhau và là một thành phần của .NET framework ha, tức là nó sử dụng chung cái .NET framework. Và do đó khi mà chúng ta chạy những phần mềm mà liên quan .NET framework mà máy tính đó chưa cài đặt .NET framework thì chắc chắn nó báo lỗi ha, nó báo lỗi ha. Cài mà không tương thích nó cũng báo lỗi luôn. Thì chú ý là để sử dụng được cái phần mềm mà liên quan .NET framework thì trước tiên cái máy tính của khách hàng hay của ta phải cài .NET framework trước. Thì thường là .NET framework nó là miễn phí, thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta search ha, là download .NET framework, thì chúng ta tải cái bản thích hợp về ha. Thì nó sẽ giúp chúng ta có thể chạy được những phần mềm mà liên quan đến .NET framework. Thì nói sơ qua về cách thức hoạt động của C#, về tức là về cái chu trình từ cái sụp code để đưa vào mã máy chạy như thế nào ha. Thì chúng ta để ý này này, C#, sụp nguồn của C# sẽ được lưu với đuôi là CS ha, mặc định đuôi chính là CS. Sụp nguồn tức là chúng ta soạn thảo sụp code lưu với CS ha. Sau đó nó biên dịch ra file assembly, thì nhớ assembly này nó không phải là mã máy đâu ha. Nó gọi là MSIL ha. Thì trong assembly này thì nó có thể là SE hoặc là DL ha. Thì cái này không phải mã máy, tức là máy chưa hiểu này, thì nó phải thông qua một cái bộ công cụ, đó là CLR, tức là Common Language Runtime. Thì trong cái Common Language Runtime nó có một cái thành phần, đó là JIT, tức là Just-in-Time Compiler. Thì thông qua cái thành phần Just-in-Time Compiler này, nó mới biên cái assembly này này thành mã máy. Thì lúc đó máy tính nó mới hiểu được cái chương trình này ha. Nhớ ha, nhớ là SE và DL không phải mã máy đâu, mà nó chỉ là một cái file trung gian thôi, nó gọi là MSIL ha. Thì nó mới thông qua là cái rất in time compiler để nó mới biên cái đó ha, nó mới chuyển dịch đó, nó mới dịch cái đó đó ha, MSIL thành cái mã máy. Thì bây giờ máy ra mới hiểu được cái chương trình đó ha. Và đặc biệt trong cái công cụ là CLR này, tức là Common Language Runtime này, nó có thể gì, cho phép chúng ta nhúng tham chiếu các thư viện khác từ cái .NET framework của Microsoft hoặc là từ các hãng khác ha. Thầy liệt kê lại các bước như sau ha. Bây giờ là bước 1 này, viết source code ha, lưu lại file là CS, là C# extension. Rồi sau đó chúng ta biên dịch ha, nó sẽ đóng gói toàn bộ cái tài nguyên thành một cái MSIL ha. Đây là cái từ khóa mà người ta đặt như vậy đó, tức là khi biên dịch xong nó đóng gói lại. Thì cái này người ta gọi là cái MSIL ha. Thì cái MSIL này nó chứa là một là SE hoặc là DL. Đó, thì nhớ là cái này nó không phải mã máy này. Thì do đó thì máy chưa hiểu ha, thì tại cái bước này thì chúng ta vẫn có thể gì tham chiếu tới chúng ta sử dụng được ha, như một cái thư viện. Và sau khi có nó rồi thì để biến thành mã máy thì nó mới có một cái Common Language Runtime này ha, nó mới tải gì, nó tải assembly và nó sử dụng cái gì rất in time compiler, nó mới bắt đầu nó mới chuyển dịch cái MSIL đó vào cái ngôn ngữ máy ha. Thì lúc đó máy tính nó mới hiểu được chú ý như này nha. Đây, và tới bước này thì chúng ta cũng có thể gì tham chiếu các thư viện khác chúng ta xài bình thường ha. Và cuối cùng thì nó sẽ chuyển dịch thành cái mã máy rồi, thì máy tính đến đây bắt đầu hiểu được này. Như vậy là thầy đã nói xong sơ qua cái lịch sử ra đời của C# ha, rồi cái xu hướng phát triển của C# cũng như là cách thức hoạt động của nó là sao. Thì bài tiếp theo thầy sẽ nói về cái phần là cách thức cài đặt Visual Studio như nào ha, cách tạo solution, cách tạo project, cách thực thi biên dịch trong Visual Studio như thế nào. Thì các em chú ý, chúng ta theo dõi bài tiếp theo ha. Chúc các em thành công.